Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Reuters đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tới thủ đô Seoul và bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc vào hôm 7 tháng 5. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản sau 12 năm và được xem là màn đáp lễ chuyến đi tới Nhật Bản hồi tháng 3 của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Tại Hàn Quốc, Thủ tướng Kishida có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Yoon. Trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc thảo luận cởi mở. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Yoon, Thủ tướng Kishida không đưa ra lời xin lỗi chính thức cho những hành động sai trái thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945, nhưng nói rằng chính phủ của ông kế thừa lập trường của các chính quyền trước đây, trong đó có những chính quyền đã đưa ra lời xin lỗi. Ông nói, đối với cá nhân tôi, trái tim tôi đang đau nhói khi nghĩ về nhiều người đã phải chịu đựng những nỗi đau buồn khủng khiếp trong hoàn cảnh khó khăn vào thời điểm đó. Tổng thống Yoon nói rằng, những vấn đề lịch sử chưa được giải quyết không có nghĩa là không nên bước tiếp để làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước. Vào năm 2015, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận. Theo đó, Tokyo đưa ra lời xin lỗi chính thức tới những phụ nữ mua vui, những người nói rằng họ bị bắt làm nô lệ trong các nhà thổ thời chiến và cung cấp 1 tỷ yên, tương đương 9,23 triệu USD cho một quỹ để giúp đỡ các nạn nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in đã quyết định giải tán quỹ vào năm 2018, hủy bỏ thỏa thuận vì ông cho rằng quỹ này không đủ để đáp ứng các mối quan tâm của nạn nhân. Dẫu vậy, Hàn Quốc là một láng giềng quan trọng mà chúng ta phải hợp tác trong nhiều vấn đề toàn cầu, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Một quan chức cấp cao thuộc văn phòng Tổng thống Yoon cho biết, phát biểu của Thủ tướng Kishida không có trong phần chuẩn bị trước và nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản vì thể hiện quan điểm chân thành dù không được yêu cầu. Tổng thống Yoon cho rằng điều này cực kỳ hữu ích cho hợp tác trong tương lai. Việc hai đồng minh xích lại gần nhau được Mỹ hoan nghênh nhằm củng cố mặt trận để đối phó với Triều Tiên và cạnh tranh với Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng phát biểu khi mở đầu cuộc gặp, hợp tác và phối hợp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là điều quan trọng, không chỉ vì lợi ích chung của hai quốc gia mà còn có lợi cho hòa bình và thịnh vượng thế giới. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đối lập Hàn Quốc chỉ trích ông Yoon phục tùng, không biết lịch sử và tham gia ngoại giao mất mặt. Tổng thống Yoon đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì khởi xướng tiến trình hòa giải với Nhật Bản. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đa số người Hàn Quốc phản đối nỗ lực hàn gắn quan hệ của ông. Phe đối lập Hàn Quốc thì cho rằng, chính phủ Nhật Bản phải đưa ra lời xin lỗi chính thức và trực tiếp về thời kỳ chiếm đóng nước này, trước khi nghĩ đến việc tăng cường hợp tác kinh tế hoặc quân sự. Khi gặp Tổng thống Yoon tại Nhật Bản hồi tháng 3, Thủ tướng Kishida đã khẳng định chính quyền của ông sẽ tiếp nối tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn Quốc-Nhật Bản trong thế kỷ 21, được ký kết vào năm 1998 giữa Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo và Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Trong đó, ông Obuchi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành vì những gì phát xít Nhật đã gây ra. Lời xin lỗi gián tiếp của Thủ tướng Kishida đã không được các đảng phái và người dân Hàn Quốc chấp nhận, ngoại trừ Tổng thống Yoon và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Không ít nhà phân tích cho rằng ông Yoon đang đơn thương độc mã trong tiến trình hòa giải với Nhật Bản, rằng ông đang cho đi nhiều hơn nhận lại. Trước khi ông Kishida đến, truyền thông Hàn Quốc đã gây áp lực buộc Tokyo phải thể hiện thiện chí, chẳng hạn một lời xin lỗi ngay tại nước này. Tờ Han Kyore của Hàn Quốc kêu gọi, bây giờ là lúc đến lượt Thủ tướng Kishida phải nhượng bộ. Có thể thấy dư luận Hàn đang đặt quả bóng hòa giải ở phần sân Nhật Bản và những biểu hiện của Thủ tướng Kishida trong chuyến thăm lần này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều trong thời gian tới, bất kể hành động và lời nói đó là gì. Tuy nhiên, với bản tính thận trọng, luôn cân nhắc ý kiến của cử tri và các phe nhóm bảo thủ trong đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, việc ông Kishida đưa ra một tuyên bố đột phá tại Hàn Quốc về vấn đề lịch sử vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn của nhiều người. Mặc dù chuyến thăm của ông Kishida rất quan trọng, đây sẽ không phải là cơ hội cuối cùng để giải quyết những vấn đề giữa hai nước. Cũng liên quan đến chuyến thăm lịch sử này của Thủ tướng Nhật Bản tới Hàn Quốc, giới quan sát kỳ vọng cuộc gặp giữa ông Kishida và ông Yoon sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia ở Đông Bắc Á phát triển lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, kế hoạch đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng sẽ là một chủ đề trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế Shin Wa Lee từ Đại học Korea chia sẻ với Reuters,
trong khuôn khổ tuyên bố Washington, trong đó vạch ra kế hoạch tăng cường các biện pháp răn đe nhằm vào Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ tìm cách thăm dò khả năng hợp tác với Nhật Bản trong vấn đề này. Một quan chức ngoại giao Nhật Bản cũng khẳng định hai nước có rất nhiều cơ hội hợp tác, đặc biệt là trong việc kiềm chế mối đe dọa từ Triều Tiên. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Kishida, đã mời ông Yoon tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức vào cuối tháng này tại Nhật Bản và sẽ được tổ chức các cuộc đàm phán bên lề ba bên với Mỹ. Trước đó, quân đội Mỹ tiết lộ các chỉ huy tàu ngầm của Hàn Quốc và Nhật Bản đã cùng nhau lên tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân SSBN của Mỹ lần đầu tiên vào tháng trước, trong một dấu hiệu thúc đẩy hợp tác ba bên chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên. Trên cổng phân phối thông tin quốc phòng trực quan của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã đăng một loạt ảnh cho thấy quan chức ba nước này lên tàu USS Maine, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, ở vùng lân cận đảo Guam vào ngày 18 tháng 4. Ba quan chức này gồm chuẩn đô đốc Lee Soo-yeol, chỉ huy lực lượng tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc, chuẩn đô đốc Rick Safe, chỉ huy đội tàu ngầm số 7 của Mỹ, và phó đô đốc Tateki Tawara, chỉ huy lực lượng tàu ngầm Nhật Bản. Trên tàu, các quan chức cấp cao này đã tham quan và chứng kiến các màn phô trương khả năng của tàu. Seoul, Washington và Tokyo đã tăng cường phối hợp an ninh trong bối cảnh Bình Nhưỡng gia tăng các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của các vụ thử vũ khí khiêu khích trong năm nay, như các vụ thử thiết bị không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngày 20 tháng 4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS, tướng Kim Sung-kyun, đã thăm một đơn vị chống tên lửa của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang nâng cao tinh thần sẵn sàng trước các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Tướng Kim Sung-kyun đã tới căn cứ phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối ở Songju và được thông báo về các hoạt động phòng không đơn vị này. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch JCS thực hiện chuyến thăm công khai tới căn cứ này. Trong chuyến thăm, tướng Kim kêu gọi các binh sĩ duy trì tư thế phòng thủ bất khả xâm phạm trước bất kỳ mối đe dọa tên lửa bất ngờ và dối trá nào từ kẻ thù, đồng thời cho rằng binh sĩ Mỹ ở căn cứ là động lực của liên minh. Ông Park Soo-shin, người từng là đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản, tin rằng Mỹ có thể là một yếu tố trong việc khôi phục quan hệ Seoul-Tokyo. Trả lời hãng tin Reuters, ông Park nhận xét, với tư cách là đồng minh của cả hai bên, Washington cảm thấy cần phải làm gì đó để đưa Hàn Quốc-Nhật Bản ra khỏi một vòng luẩn quẩn mà hai nước và Mỹ đều chẳng có lợi ích gì. Trước đó, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden, hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên. Mỹ, Hàn, Nhật dựa trên các giá trị phổ quát và cam kết vì thịnh vượng và an ninh chung. Tổng thống Biden hoan nghênh các bước đi quyết đoán của Tổng thống Yoon nhằm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ hai nước mở rộng quan hệ, qua đó tăng cường hợp tác ba bên trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và hợp tác khu vực. Tại cuộc họp hẹp trước hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Biden đã nói với Tổng thống Yoon rằng ông rất biết ơn về quyết định ngoại giao táo bạo và dựa trên nguyên tắc của Tổng thống Yoon đối với Nhật Bản. Phát biểu của Tổng thống Biden cho thấy Mỹ đã dành quan tâm lớn như thế nào đến việc khôi phục quan hệ Hàn-Nhật. Điều này là do hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật chỉ có thể được khởi động khi Hàn Quốc và Nhật Bản khôi phục quan hệ. Lý do Mỹ nhấn mạnh hợp tác ba bên với Hàn Quốc-Nhật Bản thể hiện rõ trong phát biểu tại cuộc họp báo chung. Tổng thống Biden nói, thông qua việc tăng cường hợp tác ba bên, Mỹ, Nhật, Hàn, tương lai của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên tự do và thịnh vượng hơn. Tổng thống Biden muốn tăng cường quan hệ ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm chống lại các mối đe dọa như Trung Quốc, quốc gia thách thức vị thế bá quyền của Mỹ và Triều Tiên đang phát triển năng lực hạt nhân, tên lửa. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho rằng chính phủ nước này không thể đứng ngoài xu hướng trên và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Biden. Sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, khả năng cao là hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật sẽ được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5. Trong vòng một tháng, các hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật, Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ sẽ lần lượt được tổ chức. Tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế như tăng cường chuỗi cung ứng, chất bán dẫn và hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến sẽ là các nội dung chính trong chương trình nghị sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.